Hôm xin chào cô chú. Hôm nay con xin giới thiệu các cô chú một số giờ trầm lòng đỏ. Đây là mặt hoa của nó cô chú. Hoa này nở tết rất là thơm luôn. Thân nó rất là to. Thì tình trạng cây của con nó đang thắt lọt rồi đó chú. Cô chú là tết thì nó sẽ ra hoa đó. Cái cây đều đã thắt lọt hết nha cô chú. Ở đây con xin giới thiệu một số hình cây của nó. Cây đã thắt lọt hết rồi cô chú. Đây là giờ mà số 1. Có 3 thân như một cái mầm nhỏ. Ba thân này nó ngang ngửa nhau, nó dài được khoảng gần 40 cm. 38 39 cm. Thân rất là to luôn cô chú, cây rất là đẹp. Giờ mã số 1 thì có giá tiền là 600. Giờ mã số 2 có 3 thân. Một thân là nó dài được khoảng 60 cm cô chú. Đây thắt đọt hết rồi. Đây là một thân dài 60, một thân dài là 45, kèm một cái mầm này được khoảng 15 cm. Có 3 thân lớn nhỏ. Chúng thì nó sưng quắc rồi nè cô chú. Bắt ngủ sáng hết rồi. Giờ mã số 2. Có giá tiền là 500. Thân rất là to này. Mã số 3 có 3 thân, có giá là 600. Thân rất là to con chú, rất là khỏe luôn. 600 mã số 3. 3 thân này thì nó dài được khoảng 45 cm. Trầm rồng đỏ mã số 3, 600. Mã số 4 có 2 thân, có giá tiền là 370.000. 370.000 mã số 4. Đang thắt đọt cho cô chú. Cộng dài nhất là được 43, và một cộng là được 33 cm. Thân rất là to, rất là đẹp. Ba trăm bảy mươi nghìn giờ mã số 4. Mã số 5 có giá là 600. Một thân là được 50 cm và hai thân nó được khoảng 45 với 40 cm. Đây là giò mã số 5, 600. Ba thân. Thân rất là mập. Mã số 6 có giá là 1 triệu của chú. Có 5 thân. Hai thân là được 60, một thân là 55. Thì hai thân là được khoảng 35 cm. Mã số 6 có giá là 1 triệu. Mã số 7 có giá là 600. Ba thân. Hai thân là được 53 cm, dòng phân là được 43 cm. Thân rất là to cô chú, đều đã thắt đọt hết nha cô chú. Đây là giò mã số 7, 600. Mã số 8 có giá là 600 luôn. Thân rất là mập nha cô chú. Một thân là 53, một thân là 34, và một thân là được 40 cm. Có 3 thân. Mã số 8 có giá là 600.
Mã số 9 600. Nó rất là mập luôn cô chú. Cộng này được khoảng 55 và một thân là được 45 với một thân được khoảng 35 xăng cô chú. Mã số 9 600. Bây giờ mã số 10 có 3 thân có giá 600 luôn. Một thân là được gần 50, một thân là được 45 và một thân là được 35 xăng. Đang một mầm con của chú. 3 thân mã số 10 600. Cây rất là đẹp luôn. Đang thắt đọt hết nha cô chú. Mã số 10 600 nghìn. Giờ mã số 11 600 luôn. Đây. Cộng dài nhất là 53. Một thân là được 50 và một thân là được 40 xăng. Mã số 11 600 3 thân. Mã số 12 cũng có 3 thân luôn. Có giá là 600. Hai thân thì được khoảng 50 xăng và một thân là được 45. Mã số 12 600 nghìn, 3 thân. Cái rất là đẹp luôn nhé. Tiếp theo là giờ mã số 13 600. Một thân là được 50 xăng và hai thân là được 35 xăng. Đang có hai mầm con. Giờ mã số 13 600 nghìn. Giờ mã số 14 có một thân của chú, có giá là 200. Thân này dài được 50 xăng. Mã số 14 200 nghìn. Cây rất là đẹp luôn của chú, thân rất là to. Bây giờ mã số cuối cùng là số 15, có giá tiền là 700 nghìn, 4 thân. Một thân là được 60, một thân là 40 và hai thân còn lại được khoảng 30 xăng. Cây rất là to của chú, rất là mạnh. Mã số 15 có giá tiền là 700 nghìn, 4 thân. Số nợ coi là 0908 846604, địa chỉ Vườn Lá, phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Qua lại mình xin chào cô chú.